Anh chị hỏi địa chỉ tới chợ đồ cũ thường thường thì hôm nay em sẽ chỉ đường cho mọi người nha. Nếu như mọi người đi từ phía cây xăng Hải Bối thì mọi người sẽ đi thêm 60m nữa. Mọi người để ý là chợ sẽ nằm ở phía tay trái và nằm ngay cạnh phía gầm cầu cao tốc Thăng Long đi xuống ạ. Và trước cổng thì sẽ có con sư tử đá nha. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái lối đi. À, mọi người có thể tìm chợ gà Hải Bối thì người dân ở đây sẽ chỉ đường cho mọi người. Và phía ngay cổng sẽ có một cây bàng đấy ạ. Mọi người sẽ nhìn thấy một cái rặng dừa và mọi người cứ đi thẳng vào. Ngay cạnh ở đây sẽ có những cái nơi người ta bán gia súc, gia cầm. Mọi người cứ đi thẳng thì ở phía trong sẽ có biển là chợ đầu mối Bắc Thăng Long. Khi lui vào thì mọi người sẽ thấy chỗ khu vực để xe này. Và cái lối này cũng là lối đi mà khách hàng bên mình đi ô tô, đi xe máy hay vào nhất. Nhân tiện thì em cũng giới thiệu luôn cho bác nào chưa biết thì bên em chuyên mua bán thanh lý đồ cũ, tất tần tật những đồ gia dụng, đồ thiết bị bếp này, tủ đông tủ mát, rồi đồ dùng văn phòng, bàn ghế, đồ nội thất bên em đều đủ cả nha. Bác nào ở gần Hải Bối Đông Anh thì qua ủng hộ bên em.